chào các bạn. Các bạn vừa nghe bản nhạc quen thuộc hàng tuần. Và các bạn đoán ngay hôm nay chúng mình lại có hẹn với chương trình giới thiệu sách trực tuyến kết nối sách hay, đúng không ạ? Mình xin giới thiệu, mình là Đoàn Thiện Nhân, học sinh lớp 4A. Còn đây là... Mình là Đoàn Thu Trinh, học sinh lớp 4A, tới từ ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của đảng, ngôi trường tiểu học Trần Phú, đóng chân trên xã Ê Hao, tỉnh Gia Lai. Mặt cho chương trình giới thiệu sách trực tuyến kết nối sách hay, các bạn đoán xem nay chúng ta sẽ tìm hiểu cuốn sách gì nào? Hãy cùng mình nhớ lại mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu sau nhé. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng đầu nung lửa sắt, 56 ngày đêm khuét núi, ngủ hầm mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không lũng, chí không mòn, những đồng chí thân chôn làm giá súng. Vậy, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn, đã 70 năm trôi qua, đọc mấy câu thơ trên trong bài thơ của nhà thơ Tố Hữu. Trong thời đại 4.0, thời đại hòa bình và phát triển của đất nước, tuổi nhỏ nhưng chúng ta lại không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ lại những ngày tháng gian khổ, oanh liệt của những chiến sĩ đã đổ máu xương, trộn bùn non, giành lại độc lập, tự do, cho ấm no cho Tổ quốc. Vâng, tháng năm lại về, ta không khỏi bồi hồi, xúc động trong kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến thắng lừng lấy Nam Châu, chấn động địa cầu, ở nơi có máu xương, có sự hy sinh vẻ vang đã đổ xuống vì Tổ quốc. Hôm nay, trong không khí, cả nước hướng về Điện Biên, một Điện Biên máu và hoa, đại diện cho tuổi nhỏ bậc tiểu học để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới các anh hùng đã hy sinh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mình xin gửi tới các bạn đọc một món quà đầy ý nghĩa, cuốn sách hay mang tên Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954 của nhà xuất bản Thông tin Truyền thông do Nguyễn Văn Khoang biên soạn, được xuất bản năm 2012 tại Hà Nội. Sách có 161 trang, chiều dài 20cm và có giá 35.000 đồng. Đưa người đọc trở lại với 70 năm về trước. Cuốn sách giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn diện và đầy đủ về chiến dịch Điện Biên Phủ. Sách đã kể về những tấm gương điển hình của quân ta và dân ta, đại diện cho những con người làm nên lịch sử. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, tất cả sẽ góp phần làm sinh động thêm kho tư liệu về lịch sử Việt Nam trong hành trình học tập của các bạn học sinh. Cuốn sách là tư liệu bổ ích không chỉ cho các nhà nghiên cứu, các thư viện, bảo tàng mà còn giúp chúng ta hiểu thêm về môn lịch sử có khả năng bị quên lãng. Lật tiếp trang sách, đập vào mắt chúng ta là một bức thư của Bác Hồ gửi các cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Mình xin tóm tắt như sau. Thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận. Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang. Các chú vừa được chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật, kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất. Chúc các chú thắng to. Bác hôn các chú. Chào thân ái và quyết thắng. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 1954. Đó là bức thư Bác Hồ đã gửi cho các chú bộ đội Điện Biên nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu, giành độc lập, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trong cảm xúc đang dâng trào thì niềm tự hào về Bác Hồ kính yêu lại tăng gấp bội. Khi em lật tới trang sách tiếp theo, ở đó tác giả cho em thấy tấm lòng chứa chan, nhân đạo,
của bác đang thổn thức trước nỗi khổ của nhân dân. Đêm nay bác không ngủ, ngọn đèn lung linh trong căn phòng làm việc yên tĩnh. Bác đang miệt mài với tấm bản đồ Điện Biên để trên bàn. Ngọn đèn chì của bác không ngừng trên đồn giặc, rồi thong thả khoan một vùng trong trận địa. Như cái thòng lòng quàng vào cổ giặc, bác chúng ta là thế. Đôi mắt chứa chan dòng nước mắt chảy trên gò má rơi xuống tấm bản đồ. Và bác nói, nghiêm lệnh cho chúng ta đấy, phải tiêu diệt những cứ điểm này, phải bắt hết lũ đầu trâu mặt ngựa đã giày xéo lên cánh đồng Mường Thanh. Thế đấy các bạn ạ, đêm nay bác không ngủ là trang sách số 8. Tác giả muốn cho chúng ta biết sự chăn trở, quyết tâm giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam như thế nào. Vì lá cờ quyết chiến quyết thắng, bác và các chú bộ đội đã hành quân. Sự hành quân đó, tác giả đã tóm tắt trong cuốn sách gồm 4 phần. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết sâu sắc và hóm hỉnh về những giai thoại bên kia chiến tuyến có ở phần 1 của cuốn sách. Những tấm gương điển hình của quân và dân ta như anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn, anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, anh hùng Phùng Văn Khầu, người dũng sĩ Đâm Lê Hoàng Văn Nô và nhiều tấm gương anh hùng liệt sĩ khác đại diện cho những con người làm nên lịch sử ngày 7 tháng 5 năm 1954. Một chiến thắng được ví như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa lừng lẫy. Ở phần 3 và 4 của cuốn sách đề cập đến những bài báo của ta và nước Pháp bình luận về chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta. Đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 75 chiến thắng Điện Biên Phủ, những ngày qua, hàng loạt các hãng truyền thông, tờ báo lớn, chuyên gia quốc tế đã có nhiều bài viết về chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam. Trong đó khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam mà còn làm thay đổi cục diện thế giới. Đồng thời cho rằng, thắng lợi đó được bắt nguồn từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi tìm hiểu đầy đủ 4 phần của cuốn sách, em hiểu hơn về lịch sử Việt Nam đã trải qua những trận đánh vẻ vang, sự hy sinh của quân và dân ta như thế nào, sự mất mát, đau thương nhưng vẻ vang khắp 47 năm châu, nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ, 56 ngày đêm khuét núi, ngủ hầm, lá cờ quyết chiến quyết thắng đã tung bay trên nóc hầm The Cát. Em thật tự hào vì là người con dân tộc Việt Nam, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Em hứa sẽ trao dồi đạo đức, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ kính yêu, cố gắng học tập thật giỏi, làm người có ích để đền đáp sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng vì bình yên tổ quốc. Đặc biệt sẽ yêu thêm môn lịch sử, tìm hiểu thêm và nhiều hơn nữa. Các bạn cũng vậy nhé. Hãy cùng mình tới thư viện xé mượn sách, cuốn sách kể chuyện Điện Biên năm 1953-1954 về đọc nhé. Quên môn lịch sử là người sống vô ơn với tổ quốc đấy. Món quà ý nghĩa hôm nay mình muốn gửi tới các bạn tới đây là hết rồi. Mong các bạn hãy luôn luôn lan tỏa tình yêu và niềm đam mê đọc sách. Hãy trân quý và tìm tòi những thứ quý giá mà sách mang lại cho chúng ta. Các bạn nhé!